14 người đã thiệt mạng sau một vụ rơi máy bay ở khu vực rừng Amazon thuộc Brazil. Chiếc máy bay khi ấy đang cố gắng hạ cánh trong điều kiện thời tiết rông bão ở thị trấn du lịch nổi tiếng Barcelos. Hãng hàng không là Manaus Arotasi một đưa ra một thông báo sau đó là đã xác nhận máy bay của họ gặp nạn, đồng thời cho biết là họ đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc này. Reuters dẫn bài đăng trên mạng xã hội X của Tổng thống bang Amazonas thuộc Brazil, ông Wilson Lima, viết rằng vụ tai nạn máy bay trên xảy ra tại thị trấn Bacalos, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở bang này, cách thủ phủ Manos khoảng 400 km. Toàn bộ 14 người có mặt trên máy bay, bao gồm 12 khách du lịch và 2 phi công đều thiệt mạng trả lời báo quan chức an ninh bang amazonas vinicius almeida cho biết khi xảy ra tai nạn phi công đang điều khiển chiếc máy bay cỡ nhỏ tiếp cận thị trấn trong điều kiện trời mưa lớn tầm nhìn ngắn người này có vẻ đến giữa đường băng mới bắt đầu hạ cánh chiếc máy bay chạy hết đoạn đường băng còn lại rồi tông vào cây cối kết quả điều tra ban đầu cho thấy các hành khách đều là đàn ông brazil tới khu vực này để câu cá thể thao